Yo, yo. Hôm nay mình sẽ học tiếp phần 2.2 trang 26 mục nghe. Do khi nên hắc sen xích tăng nhiều. Do kỹ nên hắc sen xích tăng nhiều. Nha, ở đây là căng tin, căng tin học sinh hoặc là căng tin trường hoặc là gọi đơn giản là căng tin, ở đây là căng tin. Bây giờ mình sẽ qua từ vựng cái phần trang 27, các bạn nhớ tra từ vựng nha từ đầu tiên là cung vua hoa tà là học tiếp theo học cơm dạc là thuốc thuốc mình uống nha um xích đồ ăn hay còn có thể dịch là món ăn nè tùy mỗi hoàn cảnh của tới dịch ha Mình nhiên là hâm ấm xích mạng tư tà có nghĩa là nó nó ăn à và ấm xích cư tà là ăn ăn đồ ăn à, rồi hoặc là ấm xích cơ vô hay là là, 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 là nó ăn mình tùy theo dịch như thế nào ha tiếp hắc sen tan ăn tin ăn tin trường Phô sơ so quan. Thư viện. Tiếp tục. Moneta. Moneta có nghĩa là gửi. Gửi bưu phẩm, gửi bưu kiện rồi đó. Nhà quốc. Kiện thuốc. Thân chỉ Thân Mà sư tả Ngon Sa tả Là mua Do kỳ Ở đây Mọc tà Ăn Sata rẻ mà để trên đây nè có một chữ Santa chữ này là Sisiot nha là có nghĩa là mua ở đây có chữ sang Sisiot đúng chưa chữ là Sata có nghĩa là rẻ rẻ trong mắt rẻ các bạn để nha Ui chê -cuk". à điện đấy À, bây giờ mình đọc qua một lượt rồi mình học tiếp ha. À. Nhớ là về nhà các bạn học thuộc những cái từ vựng này thì nó sẽ giúp cho các bạn nghe dễ hơn. Đó là tiên. Cung vu ha tà. Phạt. Giạc. Âm xích. Hắc sen xích tăng. Hắc sen xích tăng. thôi sao quan. 보내다 약국 현지 맛있다 사다 여기 먹다 사다 우체국 rồi, bây giờ mình sẽ qua nghe phần đầu tiên. Tục cô ta ra ha xèo. Ở đây, mình sẽ có bốn bức tranh nhưng ở đây cũng có từ vựng rồi nên là mình chỉ nghe và đọc theo thôi ha từ vựng thứ nhất là u che là bưu điện từ vựng thứ hai là thô so quan thư viện thứ ba là Già Quốc nhà thuốc thứ tư là hát sen tích tan căn tin trường rồi mở lên nghe nha 제 2과 소개 여기는 학생식당이에요. 1번 듣고 따라하세요. 우체국 도서관 약국 학생식당 다시 듣고 따라하세요. 우 여러분, 이제 다시 들어가겠습니다. 다음은 학생 니다 ở đây mình sẽ là nghe kỹ tìm bức tranh đúng nhà tìm bức tranh đúng và viết số vào ở đây người ta sẽ đọc một hai ba bốn thì ở đây có bức tranh thì mình sẽ đọc file nghe mình nhớ cho cô ha Lấy phải nghe làm chuẩn cho cô rồi sau đó mình sẽ chọn bức tranh viết tại vì khi mình viết số á, hoặc là các bạn có thể chọn bức tranh làm chuẩn nghe theo cái file nghe tùy mọi người nhưng mà khi mà mình nhìn trên đây thì hàng bức tranh nó sẽ là đầu tiên sau đó mình sẽ viết cái số ở dưới đúng chưa nên là mình đọc cái nào theo thứ tự là một hai ba bốn là từ bức tranh xong xuống dưới giải sử nó đọc là Giải giả sử câu đầu tiên nó đọc là hát sen xích tan đi thì trong bức tranh mình hát sen xích tan nó nằm ở đâu nằm ở số 2 mà. Thì bạn là đọc sẽ là bức tranh số 2 và câu số 1. Thì khi cô chữ bài cô sẽ đọc là bức tranh số mấy và nói với câu số mấy. Vậy cho các bạn dịch đổi nhầm lẫn ha, rồi mình nghe. 2. 번잘 <coughs> 듣고 맞는 그림을 찾아 번호를 쓰세요. 1. 여기는 학생 식당이에요. 여기에서 학생들이 밥을 먹어요. 2 여기는 우체국이에요. 여기에서 편지를 보내요. 3 여기는 약국이에요. 여기에서 약을 사요. 4 여기는 도서관이에요. 여기에서 학생들이 공부해요. 다시 들으세요. 1. 여기는 학생 식당이에요. 여기에서 학생들이 밥을 먹어요. 2. 여기는 우체국이에요. 여기에서 편지를 보내요. 3. 여기는 약국이에요. 여기에서 약을 사요. 4. 여기는 도서관이에요. 여기에서 학생들이 공부해요. 자, các bạn thấy nào bức tranh thứ nhất mình chính là thư viện nha. Bức tranh thứ hai chính là căng tin. Bức tranh thứ ba chính là tiệm thuốc và bức tranh thứ bốn mình chính là bưu điện. Rồi, bức tranh số 1 thì nó sẽ đọc như thế nào thôi sâu quan Tính cho bức tranh số 1 Thì mình sẽ đi với cái câu người ta đã đọc là câu 4 Rồi bức tranh số 2 Hắc sen xích tàng Thì mình sẽ đi với số mấy Người ta đọc chính là câu đầu tiên đấy Số 1 Hắc sen xích tàng Bức tranh số 3 Bức tranh số 3 Là chính là giả quốc Thì chính là câu số 3 luôn Và bức tranh số 4 Là ui xê Chính là người ta đọc ở phần câu số 2 Bây giờ mình sẽ qua mình sửa Cái phần từ kỳ nào những cái bài dạng điền số như thế này nó rất là dễ nhầm lẫn nên là các bạn sẽ bài để ý kỹ cho cô ha <laughs> rồi câu số 1 nè <laughs> người ta đọc là giờ kia nên hát sen xích ta nghi nhèo ở đây là căng tin nha giờ kia hệ do so, hát sen từ ri hạp với mò coi nhèo. ở đây thì các bạn học sinh có thể ăn cơm <laughs> Nên bạn thấy nè, câu số 1 người ta đọc. Đúng nha, câu số 1 người ta đọc. Chính là hãng xanh dưới tan, chính là bức tranh số 2, 1, 2 nè. Nha, ở đây cô viết là 1, 2, 3, 4 là theo bức tranh. Còn cái phần sau này chính là theo cái người ta đọc. mình để ý nha. <laughs> Tiếp tục. Câu số 2. Ở dưới đây là người ta đọc nè đừng có nhầm lẫn ha những cái dạng bài này rất là nhiều nên là mình sẽ để ý cho cô giờ kia nên uchekukiều ở đây chính là bưu điện uchekuk giờ kia về do penjirupuniều mọi người có thể gửi thư ở đây hoặc là ở đây có thể gửi thư và bức hình của Uchikuk chính là câu bức tranh số 4 ở đây số 2 nha rồi tiếp tục câu 3 giờ kia nên và kukiều ở đây chính là nhà thuốc chợ kia về và cư xa ở ở đây thì có thể mua thuốc và bà ba đúng giờ bức tranh số 3 và cũng là người ta đọc số 3 luôn giờ kia nên thô so quanh đi về ở đây chính là thư vị giờ kia về so hát xem từ không vô hiểu ở đây thì các bạn học sinh có thể học bài đúng nha muốn sẽ làm số bức tranh số 1 đi với câu số 4 đúng nha rồi. Bây giờ mình sẽ qua phần tiếp theo, qua phần bài tập. Bài tập thì bài số 1. Chai tực cô. Thư đơn thả nói hai Nghe kỹ và khoanh tròn và thư vận người đã nghe. Cái bài này thì dạng này mình đã học rồi nha. Bây giờ người ta cho và người ta sẽ đọc. Mình sẽ đặt vào. Ở đây là do ký với cho ký. Thôi sao quan với hắc sang chích tan. 싸요. 왜 비싸요? 맛있어요. 왜맛 없어요? 아이, 몇 개요? 1. 잘 듣고 들은 단어에 동그라미를 하세요. 여기는 학생 식당이에요. 학생 식당은 음식이 싸요. 그리고 맛있어요. 2 다시 듣고 표시를 하세요. 여기는 학생 식당이에요. 학생 식당은 음식이 싸요. 그리고 맛있어요. bây giờ m 여기와 저기 여기. Tiếp tục, thơ so quan và hát sen xích tan thì chính là hát sen xích tạng. Rồi, tiếp tục, sai dầu và bịt xa dầu. Đúng rồi, là sai dầu. sai dầu là rẻ, còn bịt xa dầu là mát nha. Mà xích xa dầu, mà sọc xa dầu. Đúng rồi, mà xích xa dầu. Ngon. tiếp tục bây giờ mình sẽ nghe lại thả sĩ tuk ko nghe lại và đánh dấu tích vào câu Nê với ảm nhiều đó ở đây có hai câu do một chút là các bạn nghe đánh xong thì mình sẽ dịch thang con này ra rồi bây giờ mình nghe trước nha 1. Cháy đứt cổ, 여기는 학생 식당이에요. 학생 식당은 음식이 싸요. 그리고 맛있어요. 2. 다시 듣고 표시를 하세요. 여기는 학생 식당이에요. 학생 식당은 음식이 싸요. 그리고 맛있어요. rồi mình sẽ dịch câu đầu tiên trước ha hseng xích ở đây bạn thấy nè có chủ ngữ lớn chủ ngữ nhỏ và một tính từ chủ ngữ lớn sẽ đi với inning chủ ngữ nhỏ sẽ đi với ik và đi với một tính từ rồi thì mình sẽ dịch có trường hợp mình sẽ dịch chủ ngữ lớn trước có trường hợp mình sẽ dịch chủ ngữ nhỏ trước tùy theo trường hợp nó sẽ qua tiếng việt nó sẽ hợp cái phần nào thì mình sẽ dịch theo ha chứ không nhất thiết là phải chủ ngữ lớn không nhất thiết phải chủ ngữ nhỏ ở đây thì mình sẽ dịch là đồ ăn của căng tin trường ừ thì sao thì mắc ở đây sẽ là mắc hay rẻ đúng rồi nó là mà xích xèo mình chọn cái này đâu đấy không mà xích xèo nên nó là ảm nhiều nó ăn sai nha rồi tiếp tục câu số 2 hắc sen xích ta ngân um xích ký mà là... xích xèo câu này thì sao nó trái lại với câu này đúng chưa à, đây đồ ăn của căng tin trường thì lại rất là ngon ngon mình chọn như này nè nha nè nha câu này bạn thấy trên bị sai rồi ở trên này mình chọn sai rồi có nghĩa là con này nó sai chỗ này cái phần mà nghe và khoanh tròn lại từ vựng này chính là các phần các bạn nốt lại ý chính thì các bạn có thể làm dữ liệu để chọn câu này Đó, bạn nào nghe chưa kịp rồi bây giờ mình sẽ qua từ cô ta Ra dèo nghe rồi phải âm theo 야, 번 듣고 따라 하세요. 여기는 학생식당이에요. 학생식당은 음식이 싸요. 그리고 맛있어요. 네, 번잘 듣고 빈칸에 쓰세요.

Giờ ghi nên hát sen xích tan như nhiều. Ở đây là căn tin của trường. Câu số 2. Ân xích ký. Mà xích xoay à? Đúng rồi. Đồ ăn rất là ngon. À, bây giờ mình sẽ quay lại nghe đoạn ngoài thoại của trang 26. Hát sen xích tan xô kem gì ta? Chào ra xèo. 이래서 아까 제가 말씀드린 것처럼 학교에 가면 학교에 가면 학교에 가면 학 3번. 학생식당소개입에다잘학어 보세요. 여기는 학생식당이에요학생 식당은 음식이 가면 그리고 맛있어요. 3번. 학생 식당 소개입니다. 잘 들어 보세요. 여기는 학생 식당이에요. 학생 식당은 음식이 싸요. 그리고 맛있어요. <목소리> cô đã tra ở đây nha tra 26 rồi do kỳ nên hắc sen xích ta ở đây chính là căn tin trường nha hắc sen xích ta ngân đồ ăn của căn tin trường này rất là rẻ kuriko mà và rất là ngon kuriko thì chính là liên tự và và nói hai mẫu câu liệt kê với nhau ha rẻ và ngon đó rồi mình về nhà mình sẽ nghe ở những bài nghe này người ta đọc rất là chậm và những cái câu từ cũng rất là ngắn nên các bạn cố gắng tập trung nghe để mà qua được bài tiếp theo thì các bạn phải nghe rồi tập dịch nha nghe học thuộc xong nghe tập theo nghe dịch rồi viết những cái câu đó tiếng việt rồi dịch lại đoạn tiếng hàn rồi hãy qua bài tiếp theo nhớ gì cô dặn nha rồi mình nghĩ